toàn thể quý cộng đoàn. Hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2023, ngày kính thánh tâm Chúa Giêsu, rất vinh dự cho cộng đoàn giáo hội Quảng Châu được nhận thánh tâm Chúa là ban thầy chung trong giáo hội, được sự cho phép của cha chánh sứ Vinh Sơn. Giáo hội chúng con được tổ chức thánh lễ kính trọng thể thánh tâm Chúa và xin ơn bình an cho mọi người chúng ta. Và giờ đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu một vị thay mặt cho giáo hội lên đọc sách của giáo hội trước khi vào thánh lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Con xin đọc công sở của Giáo hội Giáo phận Thái Bình ban cho giáo hội Quảng Châu. Gioan Thuật thuộc dòng thánh Dominico. Vâng ơn Đức Chúa Trời cùng tòa thánh Roma làm phép làm giáo hội Baratena và thay mặt Đức Giáo hoàng coi trọng địa phận Thái Bình làm phép lành cho các kẻ xem tờ này. Cứ như lề luận hội thánh dạy, vốn thói lành xưa nay, nước nào, địa phận nào, xứ nào, họ nào, quen nhận lấy một đấng thánh làm quan phải, để bầu cử cho mình trước lòng Chúa cách riêng, và đến thầy dạy mình về các nhà nước, như trong sách thánh kể tích ông tiên tri Giê-rê-mia. Khi người qua đòi họ thì hàng bầu cử cầu nguyện cho dân Giu-đêu và thành Giê-ru-sa-lem. Vậy các đấng thánh ta nhận làm quan thầy cũng cứ như vậy. Các đấng ấy hàng bầu cử chúc mừng Chúa ban ơn cho các nước, các địa phận, các xứ, các họ đã nhận lời làm quan thầy. Vậy nay
Love.
Hôm đó là ngày ăn lễ vượt qua người dân tại thôn Hồng để xác chết trên thềm xá là ngày Sa Mạc. Và ngày Sa Mạc đó lại là ngày của lễ thế lớn. Vì thế họ xin quân cho cơ cho anh nhập thân chân các người bị đồng tinh và bị sát xuống. Quân lính đến đánh đập thân chân người thứ nhất và người thứ hai bị đồng tinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh đập thân chân người, nhưng một người lính lấy dao đâm vào cổ sườn người, tức thì máu của nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy bình bình nói sự thật để cho cả anh em đều vững tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh: không một chút xương nào của người sẽ bị thành thật. Lại có lời kinh thánh khác: họ sẽ nhìn thấy đứng mà bạn đang dòng nước ấy
lan tâm tí ngài cao khi bộ đầu tất cả chính vào giờ Đức Giêsu bị treo, người ta diễn chiên vượt qua để mừng lễ. Đức Giêsu nguyện là chiên vượt qua đích thực, ngài chết như con chiên hiền lành bị đem đi giết, nhưng người vui chung ngài chết như con chiên vượt qua không bị đánh dập cái sân nào. Kính thưa cộng đoàn, ngày Giêsu lễ vinh thánh thân Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa thánh linh. Xin quý cụ với ông bà anh chị em cầu nguyện cho chúng con là những linh mục và các linh mục trên thế giới luôn có được chỗ đứng trong trái tim Chúa, để chúng con biết cảm thông, để chúng con biết sẻ chia, để chúng con có thể phần nào diễn đạt tình thương của Thiên Chúa như lời bài hát trong trái tim nhỏ bé thôi trái tim con trong trái tim người. Và đối với cộng đoàn giáo họ Quảng Châu chúng ta hôm nay mừng lễ buồn mạng, nhưng trong suốt những ngày vừa qua chúng ta đã thể hiện tình thương của Thiên Chúa một cách cụ thể. Sách Đề Kỷ Luật trong bài đọc thứ nhất đã gợi lên cho chúng ta từ những hạt giống bé nhỏ này đấy, hơn chủ gia đình hay một cộng đoàn kết mật giáo họ, giờ đây một cộng đoàn đông đúc, nhưng hơn thế nữa qua dịp lễ thành thành ngôi thánh đường và suốt 10 năm xây dựng ngôi thánh đường của giáo họ, chúng ta đã chung sức chung lòng góp công góp của. Đó là bằng chứng chúng ta thể hiện tinh thần đoàn kết yêu thương nhau mà lời Đức Cha Ca Sa Đô Luận đã nhắn nhủ chúng ta trong ngày thành lập giáo họ. Nhưng không chỉ tại nhà thờ công việc chung mà hơn bao giờ hết ngày hôm nay, thế giới cách riêng các gia đình các cộng đoàn nhiều nơi đây đó thiếu vắng tình yêu, dẫn đến sự khủng hoảng trong gia đình, trong cộng đoàn, các xứ họ xóm làng và các quốc gia trên thế giới. Nên chúng ta thấy người ta đã gây ra chiến tranh, chết chóc, hận thù, chia rẽ. Hãy đến với thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm thánh tâm Chúa, chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu nơi trái tim bị tâm đau, để rồi chúng ta dâng những hy sinh hàng ngày để đền thay cho chúng ta cũng như đền thay cho mọi người về những yêu sót chúng ta đã xúc phạm tới tình yêu bao năm vô biên vô vị lớn của Thiên Chúa, để rồi chúng ta có một chỗ đứng, có một chỗ nhỏ trong trái tim bao la của tình yêu Thiên Chúa mà Thánh Gioan đã nhắn nhủ. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu chúng ta trước, cho chúng ta làm người, làm con Chúa, cho chúng ta gia nhập vào giáo hội, để rồi mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa giữa anh chị em đồng bào. Lạy thánh tâm Chúa Giêsu, xin quân lòng chúng con nên sống trái tim Chúa. Amen. Xin phong lành chúng ta cùng đứng tiến sự đức tin. Tôi tin vinh một Thiên Chúa. Tôi tin Chúa.
con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Khi mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh địa ân công giáo và tông truyền. Một phép rửa để tha tội, tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho vi tín tình yêu này hằng hơi kéo chúng con lên cùng Đức Kitô con một Chúa, để chúng con được cháy lửa yêu mến nồng nàn và biết nhận ra người hiện diện trong mỗi anh chị em chúng con, người hằng sống và yên trí muôn đời. Chúa cùng anh chị em, khi đến Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúng con chị em đi bình an. Và con và